Đây thả diều nữa các bạn ơi. Diều thẳng, diều nhọn không đuôi, diều sáo, sáo lai, tùm lum hết. Nhọn không đuôi lên đầm ghê. Gió yếu à, yếu gió đây. Yếu gió còn thẳng rớt à. Con lên để nó hạ. Đúng rồi. Rồi, yếu rồi, yếu gió quá rồi. Ừ. Con diều sáo nè các bạn, sáo này ba ống sáo nha. Vuông vuông vuông. Rồi vuông ơi. Con diều gắn nhau. Vô rồi. Sao làm đẹp dữ chứ. Gió yếu quá. Sáo hết kêu luôn rồi. Tiếng văn ác tiếng sáo luôn rồi. Ây da. Xuống luôn. Hạ cánh an toàn. Gió rồi. Lắc xuống luôn. Gió rồi. Yếu gió rồi bạn. Ta còn hạ hết rồi. Sao mà em đảo dữ vậy? Hết gió em đảo dữ vậy. Em muốn hạ đó. Gió yếu rồi, em muốn hạ đó. Lắc lư, lắc lư, lắc lư con tàu, ấy cha, dính rồi. Không. Gió lại.
thêm một con diều sáo nữa. Xuống đất luôn dữ én, gió quá. Đứng dậy luôn, cao dữ. Đứng dậy luôn quá cao. Hết gió. Thank you.
thật thiết, phát cuồng luôn, cuồng luôn, hết luôn, rồi hết luôn rồi, lên. Ông Út ơi, gieo hạ ông Út ơi. Không có gió hiu hiu vậy nhấp nhấp được. Ro ro rồi giật giật đồ được. Sợ không im luôn á. Có gió lại ngon chứ. Chịu không nổi. Gang 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 gang. Trong phạm vi này ro thoải mái, sợ rớt gì đâu cho thoát. Con miếng gió là nó chầm nó ngon ha, chầm miếng gió nữa là ngon. Dính dịu Út nè. Chợ qua đó dính dịu Út ta. Yếu quá rộn được á. Phần lên hạ xuống, phần lên hạ xuống rồi. Bắt đã luôn à. Xuống luôn rồi. Rồi. Một chú. Còn lại mấy chú đây. Hai chú. Ba chú. Còn lại được ba chú. Trên Út hả? Lâu rồi. Mà lâu. Tắt gió luôn. Gió luôn, im luôn rồi. Đây không có gió đâu. Đem gì luôn, không có gió gắt chứ gì. Gieo thả luôn hả? Rồi cái cột nó là quêu quêu nó ai ngửi gió mày. Hết gió cao quá cao. Gió lại cắt lên đó.
đè đấy ra. Đó, gió lại á. Đu. Ồ. Đu. Gió. Cắt phần dữ ha. Cắt phần dữ á. Đó. Đó. Gió thật râu thử cho mình nhau. Rồi được 100 mét rồi các bạn. Cắt dữ á. Hồi lý chút á. Hết gió rồi, phòng xuống, xuống tự tự, từ em một hết. Đầm dưới đây, về này nhẹ gió ghê á, yêu là bay. Cô còn hai con thôi. Nghe gió dữ chứ. Đâu có gió đâu. Gió cũng còn bay ngon. Nhớ tới. Gió trở lại. Gió lại. Cứ gió lại nha. Thẳng hả? Tiếp tục. Sớm mà. Ủa 4 giờ rồi hả? 4 giờ rồi. Không nhiều vô thôi.
đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.